tôi lên núi tôi tu với thầy hai đó. Tôi tu xong tôi mới xuống núi. Gặp ở đâu? Sao lại thấy mặt anh quen quen? Thì không á. Hay là cái câu này nói với bài nào? Giờ tôi biết xiết rồi, tôi không dám nói lá nữa. Thank you.
Mình phải chạy qua cái side kia, làm ơn đứng lên exercise còn hai bài nữa.